Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh youtube blog Cô Giang của mình Với những bạn chưa biết thì kênh của mình sẽ chia sẻ về kiến thức đồ họa, làm video và cũng như chia sẻ về cuộc sống thường nhật của mình Hy vọng là có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu về thiết kế hoặc làm video nha Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo chữ trong suốt như thế này Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi Đầu tiên thì mình sẽ vô File, New, Project để mình tạo một cái project mới Ở đây thì mình sẽ đặt tên là tạo chữ trong suốt và mình sẽ chọn là nơi lưu file của mình rồi bấm select folder ok và ở đây thì mình sẽ bấm ctrl y để mình in một cái clip có nền vô thì ở đây mình sẽ dùng cái clip như thế này và mình sẽ kéo cái clip này qua bên sequence để mình làm cái nền thì ở đây mình sẽ bắt đầu mình dùng một cái công cụ để tạo chữ thì công cụ mình sẽ dùng chính là công cụ File New Legacy Title. Rồi, ở đây thì mình sẽ để tên là Title 01 và nhấn OK. Và ở đây khi mà các bạn bấm vô nó sẽ có một cái khung giao diện như thế này. Và mình sẽ dùng công cụ Title, mình sẽ click vô màn hình và mình sẽ ghi thế này. Và mình sẽ dùng phong đơn giản ha, Tahoma và cho nó bô lên và mình sẽ chỉnh font size phía bên đây. Thì với công cụ legacy title này, các bạn có thể chỉnh cho chữ nằm ở giữa màn hình bằng cách là có nút center ở đây nè. Các bạn click vô nó sẽ nằm ở giữa. Thì sau khi mà các bạn đã chỉnh được cái chữ như thế này rồi thì mình sẽ đổi lại cái màu chữ thành màu đen. Thì các bạn có thể kéo cái khung này xuống ở đây có chỗ color nè. Mọi người có thể click vô và các bạn chọn màu đen ở đây. Và các bạn có thể cho một cái màu nền ở dưới cái chữ chính là cái phần background này. Đó và mình sẽ click vô color, mình cho nó thành màu trắng. Và ở đây mình sẽ tắt cái khung này đi. Thì lúc này mình sẽ kéo cái này, mình kéo cái chữ này qua đây. Và lúc này mình sẽ click vô title 01 ở đây và mình sẽ qua bên bảng người phát control chỗ chế độ hòa trộn mình sẽ chọn vô một cái nút gọi là string đó thì lập tức là nó sẽ đục cái chữ này cho mình thì đây các bạn sẽ có kết quả là cái chữ của mình nó sẽ trông xuống cho một cái nền ha các bạn có thể uh, kéo dài ngắn cái tay tổ không một ở trong khuẩn ở đây để mà nó xuất hiện uh, vừa đủ theo ý mọi người thôi thì đây chính là cách để tạo chữ trong suốt ở trong Premiere. Nếu mà các bạn thấy video này có ích cho mọi người thì đừng quên bấm like, share và subscribe video của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.